nám, điều trị hết sau một thời gian á là bị tái đi tái lại hoài, điều trị hoài cũng không hết tận gốc thì phải làm sao? Vậy thì là nguyên nhân nám bắt đầu từ đâu? Nám á có rất nhiều nguyên nhân, như là thức khuya nè, hoặc là bị stress cũng bị nám, đi ra ngoài nắng mà không bảo vệ da cũng bị nám, hoặc là tác dụng phụ của một số loại thuốc cũng gây tình trạng là bị nám. Nói chung á là nám có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà thường á sẽ chia ra thành là hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do nội sinh, do cơ thể mình sinh ra nám. Thứ hai là do ngoại sinh, những cái tác hại từ bên ngoài gây ra nám. Nhưng mà để mà điều trị hết nám cũng như là ngăn ngừa nám tái phát lại á, phải đòi hỏi được là ba yếu tố sau đây. Thứ nhất là lấy đi những sắc tố sạm nám trên bề mặt da, có thể là sử dụng là laser để mà phá giải sắc tố nè, hoặc là laser bông da, hay là sử dụng những sản phẩm để mà đặc trị nám. Thứ hai á là bảo vệ da từ bên ngoài, như là sử dụng kem chống nắng nè, hoặc là mang khẩu trang, mang ô khi mà đi ra ngoài nắng nè, và đặc biệt đó là tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Và thứ ba là bổ sung từ bên trong, như là thực phẩm chức năng nè, collagen nè, vitamin nè, hoặc là ăn nhiều trái cây, hoa quả tươi. Đây là ba yếu tố rất là quan trọng trong việc là điều trị cũng như là ngăn ngừa sạm nám, giúp da của mình được điều màu nè, trắng sáng nè và trẻ hóa da. Anh em con trai mình hãy theo dõi trang Minh Nam Farmen để nhận được những cái hướng dẫn về chăm sóc cũng như là điều trị da chỉnh y khoa, và đặc biệt là nhận được những cái quà tặng hấp dẫn từ trang Minh Nam Farmen.